Xin được hoan hỉ, chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết cho từng tuổi trong tháng 4 âm lịch. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì Phong Thủy Gia Cát sẽ cùng chia sẻ với quý vị và các bạn về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên của những quý gia chủ tuổi Tỵ trong tháng 4 âm lịch này. Thưa quý vị, các chuyên gia tử vi cảnh báo trong tháng 4 âm lịch này thì những gia chủ tuổi Tỵ phải chịu nhiều ảnh hưởng bởi hung tinh Thái Tuế, cho nên phải gánh vác trên vai rất nhiều áp lực, nhất là về vấn đề kinh tế. Họa vô đơn chí và đây là chính là một năm rất là độc nếu như bản mệnh không nắm được vận trình Thái Tuế và cùng với đó là cách hóa giải hung tinh thì những gia chủ tuổi Tỵ rất dễ trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi. Và ngoài ra thì chúng ta cũng rất có thể sẽ gặp đại nạn trong năm 2022 này. Tiểu nhân sẽ vây hãm và quấy phá liên tục. Nhưng quý vị cũng đừng vì thế mà những gia chủ tuổi Tỵ phải quá lo lắng. Bởi những khó khăn trở ngại trong cuộc sống đến với mình là để giúp chúng ta hoàn thiện bản thân mình hơn. Và sau những biến cố xui xẻo thì bao giờ cũng là con đường sáng lạn ở phía trước. Và nếu như quý mệnh chủ nắm được vận mệnh và biết cách đi đúng hướng thì những gia chủ tuổi Tỵ trong tháng 4 này chúng ta vẫn sẽ có được những thành công đột phá đáng mong đợi, đứng đầu trong top những con giáp giàu có và may mắn trong năm 2022. Vậy thì để cho quý vị có thể biết rõ được vận trình tài lộc của mình trong tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần ra sao, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi và phân tích chi tiết ngay sau đây của Phong Thủy Gia Cát. Xin mời quý vị. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý gia chủ tuổi Tỵ trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xét về đường công danh sự nghiệp của các quý gia chủ tuổi Tỵ trong tháng 4 âm lịch, do gặp hung tinh chiếu mệnh nên công việc nhìn chung không được thuận lợi suôn sẻ cho lắm. Dưới sự tác động của sao xấu, những người cầm tinh con rắn phải thay đổi liên tục suy nghĩ, ý tưởng trong công việc thì mới mong có thể có được sự khởi sắc đôi chút. Bên cạnh đó, tử vi khuyên rằng, năm nay nói chung và tháng 4 âm lịch nói riêng, người tuổi Tỵ không nên mạo hiểm đầu tư tiền bạc nhiều vì xét thấy có sự bất lợi, tranh chấp và kiện tụng. Riêng người kinh doanh, buôn bán có thể hợp tác với bạn bè nhưng tránh kết hợp cùng với người thân. Đồng thời cần phải phân tách công việc cũng như lợi ích rõ ràng thì mới tránh được tranh chấp. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hành thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, luận giải tử vi cho người tuổi Tỵ năm 2022 tháng này, tài lộc kém, công việc không thuận lợi dẫn đến nguồn thu nhập bị hạn chế, tiền bạc làm ra ít nhưng lại phải tiêu tốn nhiều, khó tiết kiệm, chi tiêu nhiều cho cuộc sống và công việc làm ăn. Tuy vậy, điểm sáng là trong khó khăn nhưng bản mệnh vẫn luôn tìm tòi nhiều hướng phát triển khác nhau nên có thêm nguồn thu nhập phụ. Tuy chưa có nhiều nhưng cũng là tiền đề tốt cho sự phát triển sau này. Lưu ý trong năm có tranh chấp liên quan đến tiền bạc, hết sức cẩn thận khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt là với người thân trong nhà. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng, phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tử vi tuổi Tỵ tháng 4 âm lịch năm 2022, trên phương diện sức khỏe cần đặc biệt chú ý đến vấn đề ăn uống và sinh hoạt điều độ bởi hệ tiêu hóa không được tốt. Trong năm chịu tác động của hung tinh, gia chủ sẽ phải trải qua nhiều vất vả, lo toan cho công việc, tiền bạc, vì thế mà sức khỏe giảm sút, dễ bị ngã bệnh. Dù là nam mạng hay nữ mạng tuổi Tỵ cũng không nên chủ quan, khinh suất vấn đề đi lại, đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Các quý gia chủ tuổi Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh.
Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, không có đào hoa tinh chiếu, cho nên tháng này tình duyên của người tuổi Tỵ rất ảm đạm. Với những người đã có gia đình, vợ chồng bất hòa, cãi vã, trong nhà thiếu điều hòa khí và gia đạo bất ổn xoay quanh những mối lo, cơm áo, gạo tiền, ra đường cũng xung đột trong các mối quan hệ xã giao. Với những người độc thân thì tình cảm không có mấy khởi sắc, dù vẫn có cơ hội hẹn hò, tìm hiểu nhưng lại không duy trì được mối quan hệ lâu dài, khó thành đôi. Bản thân trong gia đình cũng thiếu hòa khí, có sự tranh chấp cãi vã với anh em trong nhà. Tử vi của từng tuổi Tỵ trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Tuổi Ất Tỵ đang bước vào giai đoạn nghỉ hưu nên cảm xúc dễ bị xáo trộn, tinh thần bất ổn, rất cần được người phối ngẫu quan tâm hỏi han. Nhưng nhìn chung trong tháng này việc làm ăn khá thuận lợi, kinh doanh hay đầu tư vẫn tiếp tục sinh lời, giúp đương số củng cố tài chính phần nào yên tâm khi về hưu. Sức khỏe của bản mệnh giảm sút đáng kể, khó tránh khỏi những triệu chứng tuổi già như cao huyết áp, bốc hỏa trong người, các bệnh về khí huyết, ngủ kém, không sâu giấc, ăn uống không thấy ngon miệng. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, người tuổi Đinh Tỵ sẽ trải qua một tháng nhiều vất vả trong công việc làm ăn. Tuy nhiên đối tượng làm công ăn lương thì ít bị ảnh hưởng hơn, làm tư hay làm chủ. Tuy bận rộn vất vả nhưng đổi lại phương diện tài chính cũng được củng cố khá vững vàng. Tiền bạc chi tiêu khá thoải mái, đủ cho các chi phí sinh hoạt gia đình hay công chuyện hùn hạp làm ăn. Về sức khỏe, chú ý vấn đề ăn uống, đề phòng gan phải hoạt động quá tải khiến chức năng đào thải độc tố trong cơ thể bị trục trặc là tiền đề gây ra các bệnh như gan nhiễm mỡ, viêm gan và xơ gan. Tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Xem tử vi tuổi Kỷ Tỵ tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần, hứa hẹn công việc làm ăn thuận lợi, có kỹ nhân giúp đỡ và không ngừng thăng tiến về chức vụ cũng như gia tăng tiền bạc. Trong tháng, gia chủ có cơ hội đi xa và thậm chí là xuất ngoại, đi tới đâu cũng gặp được người tốt giúp đỡ, mở ra nhiều cơ hội làm ăn và cả phát triển tình cảm cá nhân. Về sức khỏe, cần phải đề phòng tai nạn xe cộ, các bệnh liên quan đến hệ thần kinh như đau nửa đầu, thị lực giảm sút và trí nhớ kém. Tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Những người tuổi Tân Tỵ đã bước sang tuổi 21 trong năm 2022. Nhiều bạn ở độ tuổi này đều đã bước vào xã hội và bắt đầu lao mình đi kiếm sống và vấp nhiều hơn. Cái tôi của người trẻ rất cao, cách hành xử đôi lúc thiếu sự khiêm tốn, rất dễ vô tình đắc tội với tiểu nhân, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp. Cần đặc biệt lưu ý vấn đề này. Bên cạnh đó, bạn cũng nên để tâm hơn đến chuyện tình cảm cá nhân, đặc biệt là những đôi trẻ đang yêu. Hãy học cách bao dung và thấu hiểu cho nhau trong cuộc sống hàng ngày. Đừng hở chút là cãi nhau, nếu không sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm giữa cả hai. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ Lục Hợp Thân, Tam Hợp Sửu và Dậu thành Kim Cục, Xung Hợi, Hình Thân, Hại Dần, Phá Thân và Tuyệt Tý. Đối với người tuổi Tỵ trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 4 năm 2022, tức ngày 10 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 4 năm 2022, tức ngày 22 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tỵ trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 4 năm 2022, tức ngày 7 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc.
ngày âm lịch ngày 19 tháng 4 năm 2022, tức ngày 19 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Tỵ trong tháng 4 âm lịch. Và chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi, Phong Thủy Gia Cát, luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ vào trong cuộc sống của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ, xin mến chào và hẹn gặp lại!